Những thông tin chi tiết về sản phẩm iPhone SE 3 dự kiến được Apple cho ra mắt vào Apple Event diễn ra vào ngày 8 tháng 3 tới đã được nhà phân tích đáng tin cậy là Minh Chi Kuo đăng tải trên Twitter. Theo đó, ngoại hình của iPhone SE 3 sẽ không có bất cứ thay đổi gì so với phiên bản SE 2020. Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên mẫu máy này nằm ở con chip A15 hỗ trợ kết nối 5G. iPhone SE 3 cũng được cho là sẽ có 3 tùy chọn về dung lượng bộ nhớ bao gồm 64, 128 và 256GB. Nhà phân tích Google cho biết thêm rằng iPhone SE 3 sẽ bắt đầu được sản xuất từ tháng này. Các chuyên gia cũng đưa ra dự báo rằng Apple sẽ xuất xưởng khoảng 25 đến 30 triệu chiếc iPhone SE trong cả năm 2022. Nguồn tin từ nhà phân tích John Donovan của Loop Capital Markets cho biết iPhone SE 3 có giá bán khởi điểm từ $300. Vâng, với mức giá là $300, tức là 6,8 triệu đồng. Mức giá này thì thấp hơn $100 so với phiên bản SE 2020. Với mức giá hấp dẫn này cũng như là con chip mới nhất của Apple là con chip A15, chắc chắn rằng iPhone SE năm nay sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về những thông tin mới nhất của các sản phẩm Apple ra mắt trong sự kiện của mình diễn ra vào ngày 8 tháng 3 theo giờ Mỹ, tức là 1 giờ ngày 9 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và trong sự kiện tới thì Apple cũng có thể sẽ ra mắt phiên bản chính thức của hệ điều hành iOS 15.4. Phiên bản này thì đang được rất nhiều người mong chờ bởi nó sẽ cung cấp một tính năng, đó là mở khóa màn hình iPhone khi mà vẫn đang đeo khẩu trang. Cụ thể thì tính năng này sẽ hoạt động bằng cách phân tích khu vực xung quanh mắt của người dùng thay vì toàn bộ khuôn mặt để mở khóa iPhone. Khi kích hoạt tính năng này, người dùng sẽ cần phải cho phép Face ID quét lại toàn bộ gương mặt của mình để tìm những điểm đặc biệt ở khu vực đôi mắt, từ đó cho phép mở khóa iPhone ngay cả khi đang mang khẩu trang. Ngoài ra, Apple cũng trang bị cả tùy chọn thêm kính mắt để có thể sử dụng Face ID được chính xác trong trường hợp mang cả khẩu trang lẫn kính mắt cùng một lúc.